Đấy, thì có rất nhiều cách để các em thể hiện bản thân nhá. Trước khi thể hiện bản nhạc, thể hiện bản thân đã. Đầu tiên là gì? Thì cũng phải học lên cái cách ăn mặc mình trên sân khấu như thế nào. Thể hiện bản thân ra cái khí chất. Thì cái thể hiện đầu tiên là gì? Thể hiện bản thân trước, sau đấy lên thể hiện bản nhạc. Và nếu trình cao hơn ấy, thể hiện bản nhạc theo một nét riêng. Ví dụ rô măng, đơn giản này, một giai điệu này vào đệm đúng không? Nhưng bây giờ chơi cái này, chơi theo kiểu nó tạo ra hiệu ứng delay, hiệu ứng sóng này. Thì cũng là một kiểu đúng không? Thì không chỉ là một bản nhạc đâu, nó còn là một tinh thần và nó là cái dấu ấn của một thời đại nữa. Và đến bây giờ người ta cũng chưa tìm được ai là người sáng tác ra cái bài này.